Vâng, và xin chào mừng các bạn đến với trận chung kết tổng trong giải đấu Hà Nội Winter Championship. Và ở đây chúng ta có gì? Đó là FCY vừa giành một chiến thắng trước team Pew Pew với những chiến thuật rất là đáng sợ của mình, và về phía của team Viking, vâng, họ chiếm trễ ở trên nhánh thắng. Và bây giờ cả hai đội gặp nhau trong một cái trận chung kết mà tôi đánh giá là không thể nào mà cân hơn nữa. Và Viking ở đây họ sẽ phải ban đi hero gì đây? Một đặc xìa đã được FCY sử dụng rất là nhiều trong các trận đấu trước đây rồi, và ban đi Legion Commander mới được sử dụng trong trận đấu trước. Về phía của FCY, ban đi Slada và Underlord. Một lượt pick nhằm để counter lại chiến thuật sát thương vật lý cũng như là Rasput cũng đã được FCY ban đi trong những cái lượt trận trước rồi. Và ở đây thì sao? Viking lựa chọn lượt pick đầu tiên, đó chính là Weaver. Mạnh trong những cái giai đoạn từ những level đầu, khả năng di chuyển cũng như khả năng thay đổi role kinh khủng tới từ Weaver. Đó chính là cái lý do tại sao con hero này được Viking lựa chọn support, carry, up lane. Vâng, hay là như thế nào đi chăng nữa thì Weaver đều có thể là chơi được tất. Và hơn nữa thì như các bạn biết thì Weaver có thể hỗ trợ đồng đội đánh nhau trong cái giai đoạn đầu rất là tốt với cả cái skill thả bọ của mình. Và đây thì sao? FCY Shadow Demon đã được lựa chọn. Tuy nhiên, không có tuy nhiên gì cả, khi mà cũng không cần phải gọi là nghĩ ngợi nhiều. Vâng, Long Live the Luna và Shadow Demon thì ngay lập tức cái bộ đôi mạnh nhất Dota 2. À là ok, đá hình gì ấy? Vào đây. Vâng, Rubik dành cho Viking chơi ở vị trí support. Đơn giản chỉ là một hero có các tác dụng cướp lại skill của Shadow Demon mà thôi. Vâng, và cướp lại Eclipse của Luna thì tất nhiên nó cũng rất là mạnh rồi. Khi mà chúng ta thấy SD Luna, chắc chắn chúng ta sẽ thấy Rubik ở team đối phương nếu như mà không bị ban. Và đây thì Drone Ranger đã bị ban đi bởi FCY khi nhận thấy rằng Viking đang sở hữu hero bắn xa tay dài rồi. Vâng, còn Viking thì đơn giản là tôi cũng không hiểu là họ đang ban đi đâu cái chiến thuật gì đây. Đơn giản chỉ là ban những con hero mà FCY họ chơi ở trong trận chung kết nhánh thua. Vâng, và ở đây thì các đại viên của bên phía FCY họ lựa chọn ban đi Juggernaut. Dường như đó là những cái lượt pick carry cũng như là Coiro có khả năng xoay chuyển vị trí trong team. Cuối cùng, cái lựa chọn ban Juggernaut này của FCY được đánh giá rất là cao. Còn bên phía Viking ở đây thì sao? Khi bị ban đi Juggernaut rồi thì chắc chắn không phải nào mà ép lên đối thủ được rồi, khó quá nhỉ. Vâng, ở đây sẽ phải chờ vào con hero gì đây? Vâng, Viking họ vẫn đang nghĩ đi về một cái lượt ban, và chắc chắn sẽ là rất khó ban khi ở đây FCY đơn thuần hai hero đầu tiên của họ là hai hero cũng chẳng cần phải liên quan gì đến ba hero còn lại cả. Vâng, đó là cặp đôi này để chơi đến cả đời luôn, đẩy bóng các kiểu, và những cái con hero còn lại của FCY đơn giản chỉ là cover Luna, gây thêm đam, gây disable hay là như thế nào đấy. Thì vâng, Viking họ ban đúng như nó phải gọi là ban nguyên cái line up trong trận đấu trước của FCY. Daxia Legion Commander, Our Devourer with Doctor và Nick Assassin được pick cho FCY bởi cảm giác như các thành viên của Viking họ ban Our Devourer để chơi Storm Spirit. Yeah.
Vâng, đơn giản thì Nick Assassin cũng là một cái lượt pick nhằm vào việc săn con Weaver cũng như là có một cái bộ kỹ năng disable rất là khủng khiếp. Và quan trọng nhất ở đây chúng ta nhắc tới đó chính là kỹ năng bật gai. Vâng, đối mặt với Nick Assassin thì phải chơi con gì đây? FZY dường như là bác pick quá căng luôn. Đều là những hero gây lối, nhưng ở đây thì Viking họ chơi vào một hero rất đặc biệt trong phiên bản 7.0 này, đó chính là Landry. Landry bình thường như các bạn biết đó là cái sức mạnh từ cái việc đó là build gấu con lên với một cái lượng sát thương về cơ bản là đủ lớn cũng như khó chịu để đẩy len, và cái việc phá nhà thì gần như nó là 10 điểm rồi. Thua nhá. Vâng, một cái thành viên của FCY vừa vào chửi tôi, chắc chắn tôi nguyền rủa cho cái đội tuyển này nó toang. Toang trong cái trận đấu này mà không phải là toang theo cái kiểu là thua 2-0 mà nó cứ phải một đều đã. Mất rất nhiều thời gian ở đây rồi về không được cái gì cả. Nguyền rủa nhà ngươi. Vâng, nói dơ ở đây thì con lăn rui. Như các bạn biết là cái cách chơi của nó thông thường thì là như vậy rồi. Nhưng mà ở đây ở cái phiên bản 7.0 với cái bộ thiên phú talent của mình thì anh ấy có một cái cách chơi build gấu bố không hòa gấu to, một cái tầm bắn rất là xa, một cái thời gian lên bảng rất là ngắn, cũng như cái lượng sát thương gây ra của Landry tốc độ thì không phải bàn rồi. Tuy nhiên chúng ta sẽ cùng đợi xem. Tôi không dám chắc rằng con Landry này sẽ được chơi với phong cách nào. Nhưng ở đây FCY trả lời câu hỏi của tôi với việc pick thẳng Necrophos. Vâng, máu càng nhiều thì càng vui. Và Necrophos thì dường như là một hero đặc thù có khả năng counter lại lăn rui, chơi theo trưởng phái gấu con rất là tốt. Gấu con bị đốt máu, gấu bố bị đốt máu rồi bị đóng. Già này vớ vẩn là sẽ được chơi ở vị trí đi mid rồi, và đúng là nó sẽ mid thật. Vâng, và chắc chắn cái việc con lăn rui với con già ở cái phiên bản 7.0 nó lại càng trở nên khó hơn với cái kỹ năng mới được thêm vào. Ghost Shoot rồi lại Mi Pao dành cho Viking. Khó rồi, Mi Pao đi mid, Lone Rui carry, Weaver Rubik support, last pick là con Sen King. Nói trắng ra là như vậy luôn. Còn về phía của FCY ở đây thì sao? Với cái lượt pick Mi Pao này, liệu rằng họ sẽ phải đẩy Nick Assassin sang chơi support? Và bây giờ pick Ace hoặc là pick vào Timbersaw. Cá nhân tôi đánh giá cao về một con Ace trong cái trận đấu này. Mi Pao. Vâng, FCY thì họ bắt đầu phải nghĩ rồi. Tôi nghĩ là FCY họ nên ban đi Sen King. Nếu như mà họ không ban Sen King thì rất giống như là họ toang. Ban đi Silencer à? Sợ combo Silencer và Mipu, ok. Đó là một chiến thuật. Và các thành viên của FCY thì họ ban đi Winter Wyvern. À, đúng là quên mất cái con Winter Wyvern này là một con hero rất là tốt để có thể counter lại Mipu. Nhưng ở đây thì sao? Thật ra thậm chí hiện tại thì tôi đánh giá cao cái việc là FCY họ pick Sen King. Thực sự là như vậy luôn. Còn Viking thì ngoài Sen King ra thì tôi cũng không hiểu là họ sẽ chơi con gì. Thật sự là để Weaver này đi farm á, tôi không nghĩ thế. Weaver là confirm và support rồi. Weaver lăn đuôi Mi Pao, ai farm ai đừng. Undying ở vị trí up support, đi đua len cùng với cả Weaver để đi thẳng vào Luna. Đó là cái cách tư duy của Viking. Như vậy thì chắc chắn là họ sẽ phải đi len ở trong cái giai đoạn đầu một cách thật là khéo léo thôi. Còn nếu như mà đánh về kiểu dạng về lết về liềm thì tôi tin rằng cũng sẽ rất là khó, nhất là về sang cái giai đoạn mid game.
chưa kể đến cái trường hợp nếu như mà Luna này xanh thì còn dễ là toang hơn. Nhưng Undying về cơ bản là một cái lượt pick hay. Và tôi thích cái lượt pick này. Còn FCY ở đây thì sao? Vẫn phải để Nick Assassin đi chơi hợp len rồi. Ừ thì thế đi, bây giờ phải pick cái con hero nào support mà để Clockwork được chơi. Ở vị trí nào nhỉ? Support rồi. Yeah. Viking Negation. Vâng và đây rồi, let's go dude. Đà. Vâng, ở đây thì sau những cái giây phút mà pause game thì cái trận đấu chính thức đã được bắt đầu rồi. Thế cái cục cải như đang xảy ra ở cái khung này, nó bị lỗi thì phải anh em ạ. Đợi tí nha. Nhưng bị làm sao cái này ở đây nhỉ? Đây này, em nhìn này, không có gì ở đây luôn. Để ra ngoài là mất, phải ấn vào.
Làm rồi. Vâng, ở đây bị một chút những cái lỗi bug game nhỏ, nhưng mà tôi nghĩ nó sẽ không phải là một cái vấn đề gì đấy quá lớn để cho cái trận đấu chúng ta phải dừng lại cả. Nhưng mà ở đây thì sao? Vâng, anh em kiểm tra tôi một chút vấn đề về kiểu âm thanh, tiếng động, các thứ nha. Luna mặc một cái bộ đồ rất là đẹp, xanh lét cả người luôn. Nước biển các kiểu ở đây. Một con già đi mid và chúng ta có một cái con đúng là Nick Assassin để chơi ở vị trí support rồi. Clockwork được chơi ở vị trí upland, sử dụng cock để có thể chặn creep về cơ bản là hay. Vâng, ở đây thì sao? Mipu đi mid, mua Pu Men Siêu đầu tiên đối mặt với cả già. Đây thực sự không phải là một cái land dễ dành cho Mipu. Ở mid cũng đã có Rubik đứng cover bảo kê các kiểu rồi. Còn ở dưới sao? Lăn Rui sẽ solo với cả Clockwork. Vâng, vớ vẩn như là vẫn sẽ có một cái kèo build gấu con trong cái trận đấu này. Vâng, quay trở lại trên top này thì đang có những tình huống mà cái land đôi của team Viking rất là mạnh. Tuy nhiên là đối mặt với cả Luna SD thì nó vẫn là 1-9-1-10 thôi. Một bên farm, một bên đi, chả vấn đề gì cả. Vâng, chắc chắn là cái con Luna trong cái trận đấu này thì thôi, nó chả cần quan tâm đến đối thủ. Mà cứ việc thoải mái, đây có một cái tình huống Nick Assassin sử dụng stun trúng cho con người của Kinzu. Nhưng ở đây thì sao? Shadow Demon úp ăn đây lại để ngăn cho cái việc Luna bị hao tổn máu. Vâng, ở dưới bot này thì sao? Ngay lập tức là Clockwork đã phải di chuyển xuống. À, Rubik di chuyển xuống để có thể đi Clockwork cùng cả Lăn Rui rồi. Vâng, mid như đã nói vẫn là một cái kèo rất là khổ cho Mipu. Không biết là cái lối đi lên đồ cũng như các cách chơi của Mipu này nó có giống như là cái cách mà Mipu họ thường chơi trong thời gian chúng ta nhìn thấy gần đây. Nhưng mà thôi sao, Luna chắc chắn phải chết rồi. Ở đây thì sao, đó là Shadow Demon không còn úp nữa. Nhưng mà Kinzu bị đánh ngược lại, chắc chắn sẽ phải chết rồi. Một mổ đến từ Nick Assassin, nhưng mà ở đây thì họ đang dính bọ. Và đó là anh ấy có xoài, có hút strength nhưng mà không thể đuổi theo nữa. Một carry đổi một upland thôi thì giảm lên skill này. Thua. Vâng, ra lại hướng đến một cái vào Discord chắc chắn rồi. Trên top này thì Nick Assassin bị focus vào, nhưng ở đây câu được một cái xoài đến từ Andaying. Và anh ấy đơn giản là an toàn, anh ấy lùi về thôi. Vâng, gấu thì vẫn chưa có được cho mình cái chói, thế nên là Clockwork vẫn đang rất là yên tâm farm ở dưới bot này. Nhưng đừng để lúc con London nó lên được level 5 thì chắc chắn nó là lì quỳ luôn. Đấy thì Mipu di chuyển vào farm rừng, sau đó là di chuyển ra ăn cái shrine cũng như là run bounty ở đây thôi. Hoàn toàn để phí len cho Necrophos ở ngoài. Anh ấy một mình, anh ấy đứng khuấy đảo giang hồ các kiểu thôi. Đánh quá là dã man luôn. Vâng, Mipu mua giày đi thì sao? Đang cầm cho mình cái giày ra rồi. Vâng, Weaver cũng như là Anaing ở đây thì vẫn đang hoạt động rất là tốt. Kinzu bị harass máu vào rồi, có được hỗ trợ tới từ đồng đội. Và Kinzu ở đây bị harass vào, nhưng mà hãy cứu Shadow Demon trước, không cứu được rồi. Kinzu giết được hai mạng và tôi xong rồi. Có vẻ như là lượt pick Anaing là nó bất ngờ quá, hơi bị khó chơi một tí rồi. Thực sự là cái điều gì sẽ xảy ra nếu như mà ở đây các thành viên của FCY họ đi công lên đối phương thì sao? Đổi len cơ. Vâng, được xong rồi. 3-1 sau 4 phút thi đấu. Mipu ở đây thì anh ấy chơi nó là bỏ mid luôn rồi, di chuyển vào để farm rừng các kiểu. Móc hai người tới cái thành viên của FCY di chuyển đi tìm Mipu ở trong rừng. Họ nhận đây là Mipu mid rất là lâu ở khu vực midland rồi, nhưng mà ngay lập tức là anh ấy chuẩn bị xuất hiện ra thôi. Từ từ đã nào, mắt mũi của Viking được cắm ra đây rồi. Một land quá khó cho Luna.
Còn thực sự là cái con Anduin này dường như là nó không thể mất màu ấy. Con Luna thì bị hút màu cho nên tận xương tận tủy rồi. Thả bọ tới vị trí của Kinzu, lao vào. Nhưng ở đây thì chắc chắn là Luna thì sẽ sống thôi. Ăn bình máu lên, nó kiểu câu được rất nhiều stick ở khu vực này rồi. Nhưng ở đây thì sao? Rubik đã phải đi là mid, giữ lane và Mipu. Bây giờ chính thức farm rừng luôn. Quá đáng cực kỳ luôn đấy. Chắc chắn là cái con Mipu này giờ thò ra lane, gặp con già thì đó là solo kill luôn, không có nói nhiều. Vâng, Mipu lên cho mình một cái power trip thôi. Xong rồi Dragon Land mà chẳng cần Aghanim Scepter. Nhưng ở đây thì sao? Kinzu bị focus vào, dính rất là nhiều skill. Nhưng mà ngay lập tức các thành viên của Viking họ throw back lại trong một cái tình huống mà câu được rất nhiều skill quan trọng đến các thành viên của Viking. Và tôi tin rằng sau 2 phút sắp tới thì Luna sẽ happy farm thôi. Và 2 phút tới thì cũng sẽ có Eclipse. Như thế thì các thành viên của FCY họ sẽ có cửa để tham gia combat đối với cả cái lane rất là kinh khủng của Viking. Vâng, gấu ở đây lên một cái mid up. Đánh bằng gấu bố rồi. Sẽ chơi với cả một con lôn rui chơi bằng gấu bố. Vâng, lên hand of mid up, búa set Dragon Land các kiểu vớ vẩn, nó là đề xô xong kiếm nữa. Vâng, và cái lối lên đồ chuẩn của hero này bây giờ nó là gì thì tôi cũng chưa chắc, nhưng ở đây lại cùng đợi xem, rất là thú vị đây. Vâng, ở đây thì sao? Nick Assassin bị focus vào rồi. Bật gai sử dụng tele nhưng mà không thể nào tele được. Chắc chắn là như vậy. Ăn stick trước rồi tele thì làm sao? Núp thì lã man luôn đấy. Giết Nick Assassin. Ai nhỉ? Vâng, như thế này thì cái con Weaver chắc chắn nó sẽ rất là bá rồi. Ở đây thì anh ấy di chuyển vào nhưng mà Weaver có cả Clockwork di chuyển lên nữa, ulti tới Luna và đó là anh ấy không thể nào mà chạy được rồi. Vâng, như đã nói đến khi Luna có level 6 rất là hay. Ngay lập tức lấy được mạng của anh ấy và rút ngắn tỷ số xuống còn có 4-2. Nhưng ở đây thì sao, một tình huống mà già chủ động bị focus vào ở mid lane, anh ấy gặp nguy hiểm rồi, không thể nào mà chạy được bởi cái lượng sát thương đến từ cúp rất là lớn, thêm hỗ trợ từ Rubik nữa. Già anh ấy chơi hơi bị thái quá thì phải. Vâng, Mipu sau 8 phút thì có 3 con như thế này thì rất là lý quỳ rồi. Anh ấy chuẩn bị ở đây thì lấy thêm một cái Talon 15 đam nữa thì nó là dã man luôn. Vâng, ở dưới bot này thì sao, gấu có một cái tình huống sử dụng skill hay nhưng mà ở đây thì Shadow Demon bị giữ lại rồi. Đóng thẳng một con gấu cho 300 tiền, đó là một quyết định quá chuẩn. Đánh hay em ơi. Vâng, nhưng mà con gấu này thật ra trong cái trận đấu này ấy, thì đúng. Vâng, từ từ bạn nào vừa nói trong cái trận đấu này, trong một cái trận đấu khác thì đang có Clockwork đứng solo cả Lone Rui không chịu hóa lên. Ở đây thì sao, Lone Rui chạy rất nhanh và có dấu hiệu có thể chạy được. Không được rồi, một hit cuối cùng đấy từ già. Già quá bạn ơi, thề luôn. Không có cover nào đến những thành viên của Viking. Vâng, ở trên top này thì Kinzu có được cho mình cái trụ trên top rồi. Mà Luna thì vẫn đang bị ép toàn tập, hơi khó chơi một tí thì phải.
Vâng, hiện tại thì Luna vẫn đang farm khó quá, đi lên top thì khác nào nó gọi là tự sát đâu. Vâng, đơn giản là Shadow bị phát hiện ra ở đây, nhưng mà anh ấy tele về rất là dễ dàng. Nhưng ở đây thì Undying bị phát hiện rồi, không có tele nữa. Dính ngay một tình huống hookshot từ Clockwork và tạm biệt Undying. Clockwork có mạng sau một tình huống mà có bác xuất sắc của mình, nhưng ở đây thì sao? Nick Assassin bật gai là hay để có thể ném poke của Mipu. Nhưng ở đây Nick Assassin bật tàng hình, chói cái củ cải nào, chơi tiếp không? Và Mipu anh ấy phải lùi về rồi, một cái Dragonland dành cho Mipu rất là sớm. Nhưng mà lùi thôi, khi mà ở đây thì Nick Assassin có stun nhưng sẽ không thể đào đợi đồng đội của mình đi đến. Một chiếc tôm này thì Luna bắt buộc phải tele về rồi, sau một cái tình huống mà câu Kinju anh ấy phải sử dụng skill ra. Thích thì tele về thôi, mình thích thì mình tele thôi. Nhưng ở đây thì sao, Luna lại là Ring Aquila và một cái HRD lên đồ có hơi thừa không nhỉ? Mipu 2 Dragonland rồi, một cái lối chơi quen thuộc tại phiên bản này mà chúng ta có thể nhìn thấy. Và anh ấy đang rất khỏe. Nhưng mà hãy nhớ rằng Mipu này có khỏe đến đâu, bị Focus thì cũng cứ là chết thôi. Với một con giả, khẳng định luôn. Gấu Midas và đang đẩy lèn. Vâng, một cái con gấu cộng 200 attack rank, tức là chơi gấu bố rồi. Đánh căng đét luôn đấy. Cái khả năng push rất đáng sợ tới từ cái thanh niên Viking. Vâng, ở đây thì bắt buộc các thành viên của Viking họ phải di chuyển ra dép. Các thành viên của FCY phải di chuyển ra dép rồi. Ở đây thì lăn rùi, bị focus vào, nhưng tốc độ di chuyển của anh ấy rất nhanh, hãy nhớ là như vậy. Đạp bé bỏng di chuyển ra khi cướp được cho mình một cái con, và tôi tin rằng các thành viên của Viking họ muốn quay lại thật. Nhưng thôi xong rồi, thì chơi đấy, nhưng mà như thế nào đây? Đó là gì? Đó là Kinju xuất hiện rồi. Luna thì chưa active ulti, các thành viên của FCY họ vẫn còn sống nhăn răng ra, và có lẽ là Viking họ nên lùi lại thôi. Vâng, Mipu có lẽ là bây giờ sẽ lên một cái Blink nhỉ? Arcanine Scepter nó vẫn là đẹp. Vâng, nhưng ở dưới bot này thì sao? FCY đẩy lên luôn. Vâng, quay trở lại với cả mid này, chuẩn bị có một cái tình huống có mát diễn ra chăng? Nick Assassin đang tàng hình nhưng mà thôi, bỏ rồi. Top thì Mipu vẫn đang đẩy lane cũng như là farm rất là tốt. Di chuyển luôn vào khu vực Roshan với cả Kiền cũng như là Randuram ăn cực kỳ dễ luôn. Và sau rồi Mipu thì bá qua nhỉ. Vâng, cần lắm những cái món đồ của Luna, chứ còn thọt như này thì không chơi nổi rồi. Okay.
cụ thể chúng ta có thể thấy rằng Viking họ đang buy time cho Miku rất là tốt, đang hướng đến một cái Blink Dagger rồi. Một cái Blink dành cho Mipu và đây rồi, chuẩn bị đánh nhau thôi, let's go. Vâng, ở đây thì già di chuyển lên thật là chơi như này đấy, nhưng mà Mipu ở đây di chuyển ra thì làm sao, tạm biệt già, nói chân tình là như thế luôn đấy. Nhưng ở đây thì sao, già bị trói lại không được rồi, đó là Luna, nhưng hãy nhớ rằng già có gãy đẩy. Và ở đây thì hook cho từ Clockwork, anh ấy không về được, bị nhấc lên, cứ được đẩy về và được úp lại. Đánh nhau liên miên ở đây xảy ra và đó là quá nhiều đệ đến từ anh này. Clockwork không sống được rồi. Vâng. Uầy. Đông như quân nguyên thế này thật luôn á. Thế thì Forker Die bây giờ khi mà ở đây Mipu chủ động di chuyển vào. Nhưng ở đây thì Mipu có Aegis of Immortal, già sắp phải chết. Và Luna thì sao, già không đóng được ai. Già đóng được Mipu nhưng không chết. Và Nick Assassin thì cũng phải chết. Nhưng lấy được Aegis of Immortal Mipu hay không, lấy được rồi. Và Luna thì làm gì đây, ngay cả khi anh nghĩ con Uzi, ừ, thua. Bây giờ Mipu làm gậy xanh thì đỡ bằng ấy củ cải à. Thật, hero 20 phút full đồ, đút. Mừng già đang muốn hướng đến một cái gậy xanh nhưng mà yên tâm là cực lâu. Weaver thì lại sắp có Lincoln rồi. Về cơ bản là toàn bộ coi hero bên phía các thành viên của Viking đều đang hơn đồ FCY rất là nhiều. Vâng, lăn rùi Attack Rain gần nghìn 9 lốp. Vâng, gần 9 lốp, quá đã màn. Vâng, và đây thì gấu con vẫn khỏe để có thể là về nhà. Đấy, nên là đánh dị thế nhở. Cảm giác như là Undying nó gần như là một cái lượt pick quyết định trong trận đấu này ấy. Quá dã man luôn. Clockwork thì hướng đến cho mình một cái hút ở đây nhưng mà có vẻ như là không ăn thua rồi. Mipu vẫn không thèm Aghanim Scatter luôn. Cười đấy nhở. Aghanim thì làm sao, thêm thằng nữa thì nó vẫn là happy mà tại sao vậy này. Đóng một cái EB luôn. Nhưng ở đây thì Mipu 1500 máu. Sao trâu ấy nhỉ? Luna thì cuối cùng cũng đã có được cho mình ở đây là một cái Dragon Land rồi. Hướng đến tiếp theo thì sure luôn nó sẽ là một cái Manta. Thì chắc là lâu. Đây. Vâng, nhìn cái lượng network của Mipu cũng như là của Lundrui mà xem. Đang hướng đến đây là một cái Vladimir dành cho Lundrui, đã có búa xét rồi. Bắn xa vã man luôn đấy. Trông bắn đây.
Vâng, Phan thì anh ấy hòa gấu con, còn bây giờ Put thì là hòa gấu to. Thế đưa cho con này đồ thì làm sao? Zip fucking dude. Lột rùi, cái bộ talent rất là thú vị. Nick Assassin cũng đang đi farm cổ lên cái gãy đẩy, nhưng mà ừ. Còn kiếm kiểng các kiểu Mipu khỏe quá anh em ơi. Con Tele ra tới bị chịu ăn hay in mà thôi đây rồi, sử dụng smoke khi mà Mipu cầm cho người ở đây là một cái Eagle Song, có cả Kinzu di chuyển ra đây nữa. Nhưng đó là bị lộ smoke ra rồi, một cái tình huống mà Nick Assassin đánh như một số những cái bộ phận ấy, nhưng mà tới xong rồi Kinzu di chuyển vào đặt bộ là hay, cảm giác như Mipu sắp giết hết. Nhưng ở đây thì sao, đó là Clockwork đóng hòm cả thế giới và Luna xuất hiện rồi. Clockwork thì phải nằm xuống, nhưng đó là faded luôn cả Mipu. Nhưng ở đây thì không còn Mipu nữa, và các thành viên của FCY họ sẽ phải làm gì đây? Đánh nhau tiếp chàng gấu xuất hiện rồi, một bắn từ tầm xa nó quá là dã man luôn. Lôn rùi có ngay mạng của Nick vào đây thì vẫn cứ là bắn tiếp thôi, và các thành viên của Viking họ quay trở về. Đó là một cái tình huống mà 2-4. Vâng, đội 4 thôi, nhưng mà rõ ràng là bên phía Viking họ vẫn còn 4, nên là cũng không thể nào mà có thể thua được. Còn 600 tiền cho một cái Anim Scepter dành cho già. Và rất là nhanh chóng thôi, Luna sau một cái tình huống combat. Anh ấy cũng đã gần đủ cho mình 40 tiền ở tôi là sẽ có một cái Yasha rồi. Mình đang có nạp tài khoản các kiểu. Ok thì go nào, let's go. Thật sự là con hero nó bệnh hoạn như thế luôn đấy. Vâng, đang cầm ra đây. À chưa có một cái Vladimir dành cho Lundrui. Còn trên top thì chúng ta thấy anh ấy đang hướng tới một cái Pipe. Vâng, tạm biệt Rubik của đàn bé bỏng trong một cái tình huống mà vâng, một đóng qua mồm thôi. Nói lời chia tay với cả thế giới, và đó là Aghanim Scepter dành cho Necrophos. Còn ở trên top này thì không ai cản nổi Viking ở P cái trụ 2 của FGI cả. Nhưng mà dưới boss này thì sao? Luna SD. Let's go. Ủa, tốc độ P trụ rồi thôi. Không cần phải bàn. Một tơn bóng thôi là 400 máu trụ. What a hero. Vâng, một cái EB là như Mipu, lát pick, lát item mà không nên Aghanim Scepter thì thôi đấy. Lượng đàm rất lớn tới từ Mipu, trời ơi. Ừ.
Vâng, có lẽ là ở đây thì Viking nó sẽ chờ Roshan. Hy vọng con gà già nó sẽ gánh kèo đội trong trận đấu này. Khi ở đây thì sao Anganim Scepter. Vâng, không không phải 75 đam trên một máu mất. Vâng, ở đây thì Hurricane Fire dành cho Lone Rui, chứ không phải là một cái Vladimir. Thế lên cái này nó kiểu buồn cười nhỉ, dã man luôn đấy. Vâng, như thế nào nữa đây nhỉ? Đợi Aegis of Immortal đã có rồi, xin lỗi các bạn, và bên nhà đối phương. Và hướng đến bot lane rồi, khi mà ở đây chúng ta sẽ cùng chờ xem Luna. Sẽ thiếu một cái recipe cho một cái Manta, nhưng mà ở đây thì cướp được, bắt được một con đệ cộng đàm rồi. Cố lên bạn ơi. Mipu rất là mạnh và chắc là 4 phút nữa là full đồ, sắp có Anganim rồi. Chưa một slot cho Aegis được Immortal, và ở đây thì sao? Đành có phần cẩn thận quá nhỉ. Vâng, chuyển tiến thẳng vào khu vực mid của FCY. Đơn giản là những cái bóng của Luna đang hoàn thành rất là tốt cái công việc đẹp nhà của mình. Và Luna thì vẫn chưa có Manta, vẫn chỉ đang phụ thuộc vào Shadow Demon thôi. Và có vẻ như là sao, qua quất false game mới vẫn là hết tài khoản. À lát. Vâng, ok, let's go. Vâng, và ở đây thì sao, các thành viên của Viking họ quyết định chơi lối chơi là P3 cổng rồi. Một phát là cho Mipu đi một cổng.
Và vâng, gấu cũng như là kiến cũng đi một cổng thì sao đỡ bằng cái củ cải như đây. Gấu thì xuống dưới rồi, Miku thì ở trên, già mở con bát như ở đây thì sao. Đó là một ai đó sẽ bị đóng lại và tôi đã thấy một ai đó rồi. Exit Immortal của một ai đó vừa mất. Và 35 giây nữa cho một cái đóng, nhưng mà ở dưới này thì sao. Đó là Luna cũng như là Shadow Demon đang đép rất là tốt. Nhưng mà xong, Miku lại tiếp tục di chuyển vào đây. Hãy cẩn thận, hãy cẩn thận, hãy cẩn thận. Mà có một cái tình huống mà chủ động à, đánh nhau cái kiểu thì sao nào. Ui thôi xong rồi, con Miku này sẽ không bao giờ poop được đi được nữa. Và thôi, ở dưới boss này thì gấu lại đẩy vào. Nhưng ở đây thì gấu của BKB, đó là Tilly tới từ vị trí của Luna. Nhưng ở đây thì đó là một hú về tên của gấu. Nhưng ở đây thì sao, đó là Shadow đang úp con gấu này vào, úp con gấu này vào, úp con gấu này vào, bật BKB lên rồi có thể đuổi. Nhưng mà ở đây thì đó luôn rui tự phóc mình lên. Nè có đuổi theo một đóng này. Đây rồi, tham minh đóng, tham minh em ơi. Đúng kiểu đánh kém dã man luôn đấy. Đóng lúc trước thì làm sao. Giết fucking già. Nhưng mà ở đằng sau thì đó là Luna giết được Anaing rồi. Kiến không dám tiến thêm một nữa. Và đây thì cụ thể là MCY chưa mất chính thức một lane nào cả. Mất trụ rồi. Sau một tình huống combat thì Luna, thậm chí là trận đấu này anh ấy không cần BKB. Và anh ấy có thể lên cho mình một cái Starfish sớm được. Fly là crit luôn đi. Cần lên đam lắm trong cái trận đấu này luôn ấy. Ở Necrophos đang hướng đến một cái giáp băng. Sẽ rất là lâu, Nikazin thì vẫn là gãy đẩy rồi. Sẽ bị Focus chết ở mid hay không? Không. Clockwork có một cái tình huống xử lý tham lam, nhưng hãy tin rằng nếu như anh ấy vào quả đấy thì chắc chắn là anh ấy sẽ phải bỏ mạng xuống rồi. Hãy cảm ơn là nó đã trượt. Vâng, cái dàn bóng này P nhà thì đỡ bằng cái con gì. Weaver để Soul Linken Dragon Land hướng đến BKB. Luna anh sẽ hướng đến một cái Hurricane Pie trước nhé. Chính xác. Đối mặt với cả Miku như thế là chuẩn bài rồi. Vâng, hay bây giờ làm một cái Aghanim Scepter nhỉ. Hurricane Pie xong rồi đóng thẳng cái Fly nào, nó khác nào bất tử không? Nhưng mà đây là Weaver, BKB, một món đồ gia tăng khả năng sống sót dành cho Weaver. Vẫn là đi không dày luôn. Vâng, ở đây thì có Smoke tới, các đơn vị của FCY di chuyển vào khu vực mid lane, sẽ có tiến hành móc hậu luôn. Và ở đây thì sao, đang counter lại trên RP 2 lane của các thành viên team Viking. Ở đây mở con bát vào nào, đó là Rubik sẽ phải bị focus vào, nhưng gấu mới là người bị stun ở đây. Sao đạt bé bỏng 100% là chết. Tại sao lại đóng con này? Nhưng ở đây thì sao, đổ nó kia, tại sao lại không chết nhỉ? Chắc là bật fire từ những một ai đó. Nhưng ở đây thì xong rồi, Shadow Demon bị bắn chết luôn. Đó là già đang bật trưởng 2 để có thể chạy ra. Nhưng ở đây thì Miku giết hết cả thế giới. Và Luna tại sao mãi mới ra như thế này, đánh nhau rồi. Đó là Miku sẽ phải chết thôi. Tôi nghĩ là như vậy, ngay cả khi anh sử dụng hack vào người của Luna. Nhưng các thành viên của FCY mất top lane rồi. Mid lane chuẩn bị chung một số phận tương tự. Bot lane thì chỉ còn cái range strike thôi. Mid còn cái range strike nữa. Nhưng ở đây thì sao, Kiến bật BKB phá nhà rồi. Và tôi không nghĩ rằng FCY có thể thắng trong trận đấu này. Vâng, gần như là thua trên mọi mặt trận. Vâng, GG được call ra rồi. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi đến với game đấu thứ 2 trong cái trận đấu này.